Chào các bạn, trên bàn của mình đây là chiếc HTC Desire 610, một sản phẩm tầm trung của HTC. Thì chúng ta vẫn thấy một phong cách thiết kế hộp quen thuộc truyền thống của HTC. Một chiếc hộp bằng giấy được làm dẹt và có hình vuông. Chúng ta có các điểm nhấn của 610, đó là màn hình 4.7 inch, công nghệ boom sao độc quyền của HTC, và cuối cùng đó là cấu hình bên trong chạy chip lõi tứ và có kết nối LTE. Phiên bản của mình đang cầm trên tay có màu trắng. Phía sau này chúng ta có một số thông tin cơ bản về cấu hình thôi, thì lát nữa mình sẽ nói chi tiết hơn. Thì mình sẽ mở hộp ra cho các bạn. Chúng ta có chiếc Desire 610, người em của Desire 816. Chúng ta có phụ kiện cơ bản, đó là cục sạc, cáp kết nối micro USB, và cuối cùng đó là tai nghe kèm theo một số các cái giấy tờ thì mình có nói qua. Đó là cách hướng dẫn sử dụng cái khay cắm SIM và thẻ nhớ, cùng với một tờ giấy phiếu bảo hành chính hãng của HTC và sách hướng dẫn sử dụng nhanh. Rồi, rất đơn giản thôi. Và mình bỏ qua bên, cùng nói kỹ hơn về sản phẩm người đàn em của HTC 816. Thì phong cách thiết kế mọi thứ hoàn toàn giống với 816 thôi. Nó là một bản thu gọn, làm nhỏ đi so với người anh của mình. Thì chúng ta vẫn thấy được cái mặt sau, đó là một mặt lưng nhựa được làm bóng và rất dễ bám bẩn mồ hôi vân tay, cũng như là rất dễ là bám xước. Chúng ta có một camera và một đèn flash LED được làm sát nhau, và đèn flash LED lại đặt ở phía trên, nhìn khá là giống một cái camera thứ hai. Tiếp theo thì mặt trước này chúng ta có vẫn là hai dải loa được đặt ở hai đầu với công nghệ boom sao tạo âm thanh stereo, và camera trước cũng như là phía trên đỉnh này chúng ta có cổng kết nối tai nghe 3.5 và nút nguồn. Và nút nguồn đặt trên này sẽ khiến cho bạn khá là phải với tay. Bên cạnh phải chúng ta có nút tăng giảm âm lượng, và bên với độ chi tiết cao và zoom lên thì các bạn sẽ thấy được cái điểm yếu của nó, đó là độ
thanh cực kỳ tuyệt vời. Âm thanh được phát ra từ hai phía, công nghệ stereo rất là tuyệt vời. Cùng với đó là cái hiệu ứng trình chơi nhạc của máy được tùy biến rất là cao và đẹp mắt. Các bạn vào trong phần menu này, nó sẽ có rất nhiều các cái tùy chỉnh hiệu ứng chơi nhạc, plasma rất nhiều. Điều này cho thấy HTC sẽ quan tâm một cách đặc biệt đối với âm thanh của mình. Và cuối cùng đó là phần camera. Thì máy hiện đang sử dụng camera sau là 8 megapixel với các tùy chọn chế độ rất là đặc trưng của HTC, cùng với chất lượng chụp ngoài trời rất là tốt và khả năng quay phim đến Full HD. Thì đây là một chiếc điện thoại có khả năng chụp hình cũng như là quay phim rất là tốt so với các dòng điện thoại cùng phân khúc hiện nay, thì nó không thua kém gì cả. Vừa rồi thì mình cũng vừa hoàn thành xong bài đánh giá nhanh chiếc HTC Design 610, một phiên bản thu gọn so với người đàn anh là HTC Design 816. Thì chiếc máy này nó sẽ có những điểm mạnh, đó là giá rẻ hơn và kích thước nhỏ gọn hơn, cũng như là cái phần cấu hình cũng vẫn tương đương so với 816. Thì chúng ta cũng có thêm một lựa chọn khác, đó là chiếc 610 này. Thì mọi thông tin chi tiết mời các bạn truy cập vào website hoanghamobile.com, và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.